Được rồi, tiền bồi thường phải không? Để tôi Dạ. tính coi. Tiền bồi thường á, tổng cộng 30 triệu. Hả? Trời ơi. Trời. Mẹ. Trời ơi. Cái dì... gì mà tới 30 triệu lận chị Tư? Dạ dì ơi, con thấy là anh Long chỉ bị gãy tay thôi. Nếu mà tiền thuốc men thì chừng 6-7 triệu thôi dì. Nhà con không có tiền, dì đừng có tính như vậy, tội nghiệp nhà con nha. Chỉ là tiền thuốc men thôi hả? Dạ. Rồi tiền tổn thương tinh thần đâu? Rồi chưa kể con tôi bị như vậy á, không biết có để lại di chứng sau này không nữa. Rồi ảnh hưởng tới công việc sau này của nó nữa. Chưa kể cả tháng nay nó bị bó tay, nó phải ngừng chơi game, mà nó đang chuẩn bị thách đấu game quốc tế vậy đó. Biết bao nhiêu tổn thất biết không? Bộ mấy người không nhớ hả? Mới năm vừa rồi có cái vụ đánh người gây thương tích á, người ta cũng quy ra đủ thứ y như vậy đó. Chịu không? Không chịu thì đi hầu tòa đi. Chị Tư à, nhưng mà chị cũng biết hoàn cảnh của gia đình tôi đó. Thiếu nợ chị, tiền lời còn chưa trả nổi, bây giờ thêm tiền bồi thường nữa, làm sao mà tôi trả cho nổi. Nói hay lắm. Cuối cùng hiện tại á, gom hết tiền bạc ở trong nhà tôi chỉ có 425 ngàn hả? Trời chị ơi, cầm đỡ 425 ngàn. Nghĩ sao vậy? Không đủ tiền tôi nấu tô cháo yến bồi bổ cho thằng Long nữa. Dì thương tình, dì bớt chút đỉnh cho nhà con đi. Con chuẩn bị lên tỉnh làm công nhân rồi, con hứa với dì mỗi tháng lãnh lương, con nhất định sẽ trả lại đủ tiền cho dì, trả luôn tiền lãi với lại tiền bồi thường cho anh Long nữa. Bồi thường mà đòi trả góp hả? Dạ dì ơi, thiệt tình là bây giờ gia đình con không có tiền, con chỉ có thể mượn người ta đòi đưa một ít bồi thường cho anh Long thôi à. Số còn lại con hứa với dì là con sẽ trả đủ. Dì thông cảm giùm con nha. Nó trả từ từ thì chừng nào mới xong? Càng lâu thì tiền càng mất giá, mà rủi nước mịch luôn thì sao? Tiền lời hàng tháng mà phải tốn công đi đòi. Hay là Tôi chỉ lấy một lần thôi, tôi không chấp nhận trả góp. Nhưng mà tôi thấy hoàn cảnh có mấy người cũng không có khả năng trả liền một lần. Bây giờ tôi tính về cho gọn nha. Nhỏ này nè, nhìn nhanh nhẹn khỏe mạnh đó, không ấy làm giúp việc cho nhà tôi 2 năm đi. Và đồng thời tôi sẽ trừ luôn tiền vay 10 triệu cho chị. Sao, thấy được không? Phải làm tới 2 năm lần hả chị? Ừ, tôi bao ăn bao ở rồi còn gì nữa. Khỏi cần chạy trả tiền lời nè. Sao, chịu không? Nếu không chịu trả tiền bồi thường một lần nè, trả luôn tiền lời hàng tháng cho tôi nữa. Làm giúp việc nhà 2 năm thì tội cho con tôi quá. Xin phép để tôi chạy tiền rồi tôi trả cho chị. Thôi chị, mẹ con tôi về. Chạy đi. Đi con. Trời. Mẹ, mẹ đợi con một chút nha. Dạ thưa dì, con đồng ý làm. Hả? Ngân. Vậy hả? Mẹ đồng ý hả con? Vậy vô làm liền đi con. Làm liền đi. Việc Ngân nhà à, đang đê đê đó. Vô làm đi con. Nè. Con xin phép dì, dì cho con về nhà sắp xếp công việc ở nhà. Bắt đầu từ ngày mai con qua con làm công việc cho dì nha. Ngày mai vô làm liền nha con. Nhưng mà phải ở lại đây đó, để sáng sớm dậy lo cơm nước với đồ ăn sáng cho thằng Long nữa. Dạ, ngày mai con ghé mà dì. Ừ. Con xin mẹ. Mẹ ơi, con về đi mẹ. À nè nè, cầm tiền nè. Hai mẹ con về làm gà mà ăn mừng đi. Không có chủ nợ nào mà tốt bụng như tôi đâu á. Thưa dì, con về. Mình về mẹ. Nhưng mà hai năm khỏi phải tốn tiền mướn người giúp việc, khỏi tốn công đi đòi nợ. Mình đúng là giỏi tính toán. Để thiệt. Ờ, làm chi ta? Để mai nó làm luôn. Mẹ đừng có buồn. Coi như bây giờ cũng đỡ rồi. Người ta không có thưa kiện gì ba hết. Ngân à, hay là thôi đi con. Mẹ không muốn con đi qua nhà dì Tư Xuân làm giúp việc ở bên đó. Làm vậy tội nghiệp con lắm. Con không có sao hết mà. Mẹ, bây giờ mà con đi làm công nhân
cũng lên làm công thôi. Mà nhiều khi mình không có tay nghề, người ta cũng không chịu nhận mình đâu. Giúp gì cũng là cái nghề. Chẳng qua đó giờ nghe nó không có sang nên không ai chịu làm thôi. Chứ con thấy cũng được mà mẹ. Chứ nếu mà bây giờ mình đi mình mượn tiền trả cho dì Tư Xuân thì nợ chồng nợ, lãi chồng lãi, không biết bao giờ mẹ con mình mới trả hết được. Sức khỏe của mẹ còn yếu lắm, con cũng muốn đi làm công nhân ở tỉnh nữa, bởi vì xa mẹ con cũng không yên tâm. Mẹ thiệt vô dụng quá. Thôi mà, ở bên nhà dì Tư Xuân cũng ít người lắm, cũng không có cực nhọc lắm đó mẹ. Con làm xong bên đó rồi cái tối con nhận lát về con đang kiếm thêm tiền cũng được mà mẹ. Mẹ xin lỗi con, từ đó tới giờ chưa lo cho con được hạnh phúc. Bây giờ là bắt con đi ở mướn cho người ta. Mẹ, con không có bị gì hết mà. Con qua bên nhà dì Tư Xuân ở cũng gần đây, con được về thăm mẹ nữa. Mẹ cho con ở bển đi, không có gì hết mà. Thôi, mẹ để con yên tâm đi làm đi. Mẹ, hay mẹ về nhà trước đi. Con ra chợ mua ít đồ về con nấu cơm cho mẹ ăn. Con cầm tiền này đi. Muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì mua thêm. Ngày mai con qua bên nhà đó rồi, đâu có được tự do ăn uống nữa. Con còn tiền mà, con còn tiền ở trong túi nè. Mẹ cất đi, giữ để con xài rồi uống thuốc nữa. Hết đợt hàng này lâu lắm mình mới có tiền nữa. Mẹ cứ giữ phòng thân đi mẹ, con không cần tiền đâu. Con cứ cầm tiền dặn túi, chứ con đi qua bên nhà dì Tư Xuân, ở bên đó chỉ bao cơm chứ đâu có được lĩnh lương đâu. Con không cần tiền mà, bên đó dì Tư bao ăn bao ở rồi, con lại không có xài gì hết. Còn mẹ thì khác, mẹ ở nhà mẹ còn lo uống thuốc, rồi có chuyện gì còn xoay sở nữa. Mẹ cũng không có cần xài gì hết á. Nghe lời mẹ, cầm 200 dặn túi đi con, cần gì thì xài. Nghe. Anh Phúc ơi, anh ghé về nhà cho mẹ em nghỉ trước nha. À, rồi anh giúp giùm em để em đi chợ nha. À cô hai, tôi biết rồi. Con không sao đâu mà mẹ, mẹ về nghỉ nha. Tối hôm qua ông gây chuyện lớn như vậy mà bây giờ còn ngồi để uống rượu được nữa hả? Tôi uống kệ tôi, liên quan gì đến bà? Nhưng cũng tại ông mà bây giờ con Ngân phải đi ở đợi cho người ta, để trừ tiền ông đánh gãy tay con bà Tư Xuân kìa. Ông Hai Diệp ơi, ông làm ơn ông tỉnh ngộ giùm tôi đi, ông đừng có làm khổ mẹ con tôi nữa. Bà quơ quơ cái tay tôi chặt một cái là đứt ngang cái tay bây giờ. Bà là con đàn bà, đàn bà chắc nít lăn rồi, bà có biết không? Qua thằng Ba Bảnh nó đem cái chuyện của bà ra nó cười vô mặt tôi không? Chính mẹ con bà nợ tôi thì bây giờ phải trả nợ cho tôi. Tại vì hồi xưa tôi ngu, quá ngu, cho nên tôi mới lấy con đàn bà bỏ đi như bà. Gì vậy? Khóc. Khóc mà không tới lại. Không có làm được tích sự gì hết. Đi chỗ khác nè, đi chỗ khác, chỗ tôi uống rượu nè. Nó không nghe là tôi chém chết bây giờ đó. Đi chưa? Khóc giữa mênh mông
cảm ơn Sương. Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Mấy tuần nay ba ở bệnh viện cũng nhờ một tay anh lo hết. Đã vậy anh còn phải lo chuyện ở lò gạch nữa. Có gì đâu, lò gạch á, anh chỉ ở đó giữ cho có người thôi, chứ từ trước tới giờ có ai mua đâu. Bởi vậy ở nhà có việc gì em cứ kêu anh làm hết cho. Dạ. Ủa mà bên em có đi hái chôm chôm không? Dạ có anh. Đợt này chín cũng nhiều, hôm nay hái rồi ngày mai ngày mốt cũng phải hái nữa mới kịp. Vậy đến bữa xong đám củi này anh với em tranh thủ đi hái luôn ha. Dạ. Em nấu cơm cũng gần xong rồi, để mình ăn cơm xong rồi đi anh ha. Ờ. Anh Hoàng, hay là anh mà tìm được chỗ nào khác á thì cứ qua chỗ đó làm đi, đừng có ngại mà ở lại lò nghe. Em định đuổi anh đó hả? Dạ đâu có, em chỉ sợ anh nghĩ tình nghĩa mà ở lại lò hoài á thì thiệt thòi cho anh lắm. Anh ở lại lò là tại vì anh thích thôi, với lại anh đâu có gia đình, đâu có phải chi xài gì nhiều, cho nên tiền bạc đâu có quan trọng. Em đừng có lo cho anh nghe. Ủa anh Hoàng. Út Huệ. Sương. Ủa Út Huệ, ngồi đây nè. Em đi công chuyện ngang qua đây, nhìn thấy anh với Sương nên em ghé vô chơi. Ờ, Sương đem cơm cho anh Hoàng hả? Ừ, ba tôi biểu đem cơm ra cho ảnh, chứ ảnh có một mình, nấu nướng lỉnh kỉnh mất công lắm. Lò gạch còn có mình anh, chắc anh buồn dữ ha. Có mình anh thui thủi à, nhưng mà anh cũng phải chịu thôi. Anh bán lai rai ba cái gạch tồn, cầm tiền đợi một dịp về. Dạ. Ủa hai bình chạy xe lôi khá không em? Dạ cũng được anh, nhưng mà ảnh khoái làm gạch hơn. Ừ. Cũng phải thôi, anh hai bình làm gạch từ nhỏ tới giờ rồi mà. Bây giờ chuyển qua chạy xe lôi sao không nhớ nghề cho được. Mà anh Diệp lúc này sao rồi? Chừng nào ảnh về vậy Sương? Anh học xong rồi, nhưng ở lại thêm một tháng nữa học cho rành nghề rồi mới về luôn. Vậy tôi phải để dành tiền đi ăn đám cưới quá. Tôi có nghe anh Diệp nói á, là đợt này ảnh về, ảnh xả tan má xong thì hai người mới làm đám cưới, có phải không? Chắc vậy. À, anh Hoàng, anh có cần em làm mai anh cho ai không? Mấy đứa con gái trong xóm này á, nó khen anh lắm đó. Thôi, nghèo rớt bụng tơi như anh ai mà chịu. Nghèo nhưng mà anh siêng năng làm ăn là được rồi. Anh khỏi lo đi, con gái xứ này nó không có ham giàu đâu. Để em làm mai cho anh nghe. Hay là anh có người yêu rồi nên anh không chịu, phải không? Anh đâu có ai chứ. Nhưng mà làm mai lãnh nợ, em đừng có ham hố. Với lại anh cũng chưa nghĩ tới chuyện vợ con lúc này, lo làm ăn kiếm tiền trước đã. Anh không chịu thì thôi, mai mốt già ế đừng có than nha. Út Huệ này. Thôi anh ăn cơm nha. Sương, ra đây tôi có chuyện muốn nói với Sương một chút. Đi. Ừ ha. Anh ăn xong anh rồi ăn để đó đi. Chút em dọn cho nghe. Bà ngồi đi. Trưa nắng muốn chết mà bà đi đâu vậy? Tôi qua nhà thím Sáu để phụ đám cưới con bé Ba. Sáng giờ lần quần nấu cơm, đợi ông Bình về giữ thằng Hữu mà chưa có đi. Bà uống nước đi. Ủa, mà con bé Ba mới đó mà cưới rồi hả? Ừ, cái thằng ở bên. Cái thằng mà nhà mở lò tàu hủ kỳ phải không? Đâu có, nó đi qua Bến Tre làm kẹo dừa, rồi quen cái thằng ở bên đó. Rồi nó về, nó bỏ thằng làm tàu hủ kỳ rồi. Bây giờ nó cưới cái thằng ở bên chỗ làm kẹo đó. Tụi con gái bây giờ dễ thay lòng đổi dạ, không có thua gì mấy ông con trai hết. Biết đâu nó thương thằng bên Bến Tre thiệt thì sao? Bà nói cũng phải, chuyện tình cảm không ai nói trước được gì.
Nó với thằng Tào Hữu Kỳ chỉ là thương sơ sơ, chứ chưa dạm ngõ. Đâu có phải như bà với anh Hai Diệp đâu. Ủa, sao tự nhiên bà lái sang chuyện của tôi vậy? Mà tôi hỏi nè, bà với anh Hoàng có tình cảm với nhau phải không? Bà nói gì vậy? Làm gì có. Bà đừng có chối nữa. Tôi nhìn thái độ của hai người hồi nãy là tôi biết rồi. Không những tôi đâu, mà mấy người ngoài chợ, người ta cũng xì xầm hai người ưa đi chung với nhau lắm đó. Tôi biết tôi thương anh Hoàng là sai, nhưng mà chuyện tình cảm đâu phải lúc nào cũng như mình muốn đâu. Tôi cũng biết chứ, nhưng mà hai người gặp nhau trễ quá. Bạn bè tôi khuyên bà thiệt lòng nghe, bà dừng lại đi. Anh Hai Diệp sắp về rồi đó. Tôi không có nói tình cảm của tôi với anh Hoàng. Tôi với anh Hoàng vẫn giữ quan hệ bạn bè bình thường thôi à, không có gì với nhau hết. Nhưng biết trước là không thành đôi mà cứ dây dưa như vậy, lỡ nãy về rồi thì sao? Tới chừng bà với anh Diệp cưới nhau, không phải cả hai sẽ đau khổ sao? Tôi cũng biết như vậy, nhưng tôi muốn ở bên cạnh anh Hoàng, được lúc nào hay lúc đó, chỉ vậy thôi. Khi nào anh Diệp về thì tôi sẽ không như vậy nữa. Bà thiệt tình á, anh Diệp cũng sắp về rồi, bà nên dứt khoát đi, để tránh tai tiếng này nọ, rồi lỡ như tới tay anh Diệp thì phiền lắm đó. Bà nói cũng đúng, có lẽ tôi sẽ phải dừng lại. Em là con ai? Sao lại qua đây xếp gạch cho nhà chị Sương? Dạ, em là con của ông Út Thắng bên đây nè. Dạ, chị Sương kêu em qua đây để xếp gạch phụ, rồi chị trả cho em tiền công. Anh biết rồi. Ủa, Sương, anh nói là để chiều anh qua xếp gạch mà. Từ giờ có bé Chân rồi, để em kêu nó làm phụ. Anh không cần làm ở đây nữa. Dạ chị Sương ơi, em sắp tới giờ đi học rồi. Ừ, vậy thôi em xuống đi học đi. Dạ. Khi nào đi học về thì qua nhà phụ chị, rồi phụ chị làm cái chuồng gà mới luôn nha. Dạ. Gửi dạ. Em nè. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Cảm nha. Cảm ơn chị. Ừ. Sương sao vậy? Thế Sương giận anh chuyện gì? Sao không để anh làm? Tự nhiên cái kêu bé Dân nó làm à? Em đâu có giận gì anh đâu. Tại nhà của bé Dân cũng khó khăn, cho nên em mới kêu nó, cho nó có chút tiền mua cặp sách đi học thôi. Thôi cũng trễ rồi, anh Hoàng về nha, em vô nấu cơm nữa. Sương à, anh làm cái gì vậy? Anh đừng quên, em là vợ sắp cưới của bạn anh đó. Anh xin lỗi, nhưng tự nhiên sao em lại như vậy? Em cho anh biết lý do đi. Không có lý do gì hết. Anh không phải là người thân của em. Em đâu thể nào bắt anh phụ giúp việc nhà hoài được. Sáng sớm mai em có thể đi chợ một mình được, mà từ rày về sau cũng vậy. Nếu không có chuyện gì quan trọng liên quan tới lò gạch, hay là cần tìm ba em, thì anh cũng đừng qua đây nữa nha. Anh Hai Diệp sắp về rồi, tụi em sẽ làm đám cưới. Em không muốn người ngoài nhìn vô hiểu lầm em với anh. Có chào mày. Nằm ngồi đây nãy giờ mũi cắn muốn chết, có thấy ai đâu. Trời ơi, em chắc mà. Mấy bữa nay sáng nào 4 giờ ba Sương cũng đi chợ hết á. Mà đi có một mình à. Chỗ này là vắng nhất nè, đại ca cứ yên tâm ra tay. Nếu mà được, tao sẽ thưởng cho mày. Dạ, mà nhớ giữ lời nha đại ca. Trời ơi, mà đại ca có liều quá không? Rủi có chuyện gì đại ca đi tù rồi sao? Mày nói câu xu cái gì? Mày biết không, thằng Diệp sắp về rồi, mà tao không ra tay, sao có được ba Sương? Nếu mà tao được á, thì tao qua nói với ông Hai Thành, cưới nó luôn, có gì đâu. Trời,
Đại ca đúng là cao tay ghê. Nếu tôi không cao tay, tao làm đại ca mày hả? Nó tới rồi kìa đại ca. Ba Sương, anh nhớ nè, em quá. Sao người làm gì vậy? Anh nè, chứ có ai lạ đâu em. Buông ra, bỏ người ta. Bỏ người ta, cứu tôi với. Buông ra, buông ra. Buông ra, anh buông ra. Buông ra, bỏ người ta. Không, buông ra. Xuống, buông ra. Cứu tôi với. Xuống. Thôi, thôi đi đại ca. Đại ca, đi đại ca. Mất hứng rồi, đi mày. Bỏ dạ. Người ta. Bỏ người ta giết người. Anh Quang. Anh Quang ơi. Anh Quang ơi. Anh Quang ơi. Đừng làm em sợ. Anh Quang ơi. Ngồi xuống từ từ. Từ từ, từ từ thôi anh. Anh dựa vô đây nè. Cảm ơn hai Bình nhiều. Ơn nghĩa cái gì. Anh á, phước lớn lắm đó nghe. Bệnh viện người ta nói chút xíu nữa là anh bị gãy xương sống rồi đó. Bây giờ hai người tính làm sao? Hay là lên công an xã thưa tụi Mười Sẹo đi, cho tụi nó biết mặt. Dạ thôi, ba tôi muốn bỏ qua, không muốn làm lớn chuyện, sợ người ta xì xào bàn tán đủ thứ. Bác hai thiệt tình, cứ như vậy làm sao tụi nó sợ được. Tôi cũng không sao rồi, làm lớn chuyện chi thêm rắc rối nữa. Chuyện này giờ mọi người ai cũng biết. Tôi nghĩ là thằng Mười Thẹo nó cũng biết sợ rồi, chắc nó không dám làm liều nữa đâu. Thì thôi, tùy hai người. Sau này Sương phải nên cẩn thận hơn. Đi đâu một mình nên kêu thằng Diệp hoặc đi cùng với ai đó nha. Dạ, em biết rồi. Thôi, bây giờ tôi phải về chở đồ tiếp. Quên nữa, chừng nào anh về Sài Gòn nhớ báo tôi biết vài bữa nghe, để tôi cùng đãi tiệc chia tay nữa. Chứ mà bất ngờ đi thình lình là tôi giận đó nghe. Thôi, tôi đi trước. Cảm ơn nha hai Bình. Không có gì mà. Anh Hoàng, anh thấy trong người sao rồi? Anh hơi mệt, nhưng không sao đâu. Cũng tại em hại anh. Em có lỗi gì đâu. Cũng may là sáng nào anh cũng đi xuồng theo em ra chợ, nên dễ cứu được em đó. Sáng nào anh cũng theo em ra chợ hả? Em không cho anh phụ, nên chỉ lén đi theo em thôi. Anh sợ em đi một mình, rủi có chuyện gì. Bộ anh Hoàng tính về Sài Gòn hả? Đúng rồi. Đợi anh Diệp về, anh sẽ giao lại lò gạch rồi anh về Sài Gòn luôn. Anh về Sài Gòn thiệt sao? Có lẽ anh sẽ không trở lại đây nữa. Giả dụ như em nói anh đừng có đi, thì anh có ở lại không? Anh không có đủ can đảm ở lại đây nhìn em với thằng Diệp đám cưới, nhìn hạnh phúc của hai người. Lúc anh bị bất tỉnh, em rất lo sợ. Em sợ sẽ mất anh, sẽ không nhìn thấy anh nữa. Em sợ, em sợ lắm anh biết không? Anh cũng vậy. Có sao không vậy? Anh đau hả? Em biết không, lần đầu tiên anh đặt chân tới đây, gặp em ở bến sông, anh đã cảm mến em.
anh đã cố gắng tình cảm của mình dành cho em, vì em là vợ sắp cưới của thằng Diệp. Nhưng anh không điều khiển được trái tim của mình. Nhiều lúc anh muốn bỏ đi, nhưng anh lại không muốn xa em. Anh cứ tự nhủ, khi nào mà em với thằng Diệp chưa đám cưới á, thì anh vẫn còn được phép dành tình cảm đơn phương cho em. Nhưng bây giờ thì đã tới lúc anh phải ra đi rồi. Thật ra tình cảm của anh không phải đơn phương đâu. Hả? Chỉ tại tụi mình gặp nhau quá muộn màng mà thôi. Sương à, hay là em đi cùng với anh có được không? Tụi mình sẽ rời khỏi nơi đây. Không được đâu anh. Tụi mình bỏ đi như vậy, anh Diệp và ba em sẽ rất tức giận. Không lẽ em không muốn đấu tranh cho tình yêu của hai đứa mình hay sao? Hay là mình đợi anh Diệp về nói rõ với ảnh nghe anh. Em sẽ năn nỉ anh được không? Có như vậy ba em mới chấp nhận tình cảm của tụi mình thôi. Ừ, vậy đợi khi nào thằng Diệp về, anh sẽ nói hết sự thật với nó. Dù kết quả ra sao, tụi mình cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau. Em có chịu không? Em có lỗi với anh nhiều lắm. Từ tối hôm qua tới giờ em luôn cầu xin cho anh đừng có chuyện gì. Chứ nếu không, em sẽ ân hận đau khổ đến suốt đời. Bây giờ anh không sao rồi, em đừng khóc nữa. Anh có sao không vậy? Anh vừa ở đây nè. Sao vậy? Mẹ bị gì vậy mẹ? Sao vậy mẹ? Không, mẹ chỉ nghĩ một vài chuyện thôi. Con mua gì đó? Dạ, con có mua bó rau bồn ngót với lại miếng thịt về nấu. Con có mua thêm thuốc để nhà trên. Mẹ nhớ uống đầy đủ nha mẹ. Mẹ nhớ uống thuốc đó. Mẹ biết rồi. Vậy khi nào mẹ thấy mệt quá, mẹ nhớ vô nằm nghỉ nha. Đừng có cố đan lát nữa nha mẹ. Mẹ biết rồi mà. Ngân nè, con qua bên nhà dì Tư, ráng giữ sức khỏe. Rủi mà người ta ức hiếp quá thì về nhà nghe không con? Đường cùng thì mình bán cái nhà với miếng đất này để trả nợ, không sao đâu. Mẹ yên tâm về con đi, con biết tự lo cho con mà. Không ai dám ăn hiếp con đâu mẹ. Mẹ, mẹ đừng có nghĩ ngợi nữa nha mẹ. Hồi nãy em có mua được mớ cá linh ngon lắm, để em nấu canh chua anh ăn nha. Về đây anh mới được thưởng thức món này đó, chứ hồi ở Sài Gòn ấy anh chưa có ăn lần nào. Xạo quá, ở Sài Gòn món gì mà không có chứ. Thì cũng có, nhưng mà anh chưa có được ăn. Mấy món đặc sản thường ít bán lắm. Thôi được rồi, đưa em.
Sương. Ủa, anh Diệp. Anh nhớ em quá hả? Ủa, mày mới về hả? Sao không báo gì hết trơn vậy? Tao về sớm hơn dự định một chút. Tao tính tạo bất ngờ cho mọi người. Ba nói em đi chợ từ sáng sớm. Anh Canh muốn được gặp em. Anh nhớ em lắm á. Quang, bản thân này á, tao có nghe ba tao nói hết rồi nha. Mày á, giỏi thật là giỏi. Mày làm hết chuyện lớn chuyện nhỏ. Trời ơi, giỏi ghê là giỏi. Có gì đâu. Thôi, đi đi, vô nhà. Đi. Gốm ở chỗ ta học nghề á, đẹp lắm. Mày biết không, đất của người ta không như đất của mình. Tao đang lo không biết làm ra gốm bằng đất sét ở đây sẽ như thế nào. Thì mày cứ làm thử đi. Tao nghe nói đã có lò nung ra gốm đỏ rồi đó. Gốm đỏ hả? Ờ, tao cũng chưa thấy tận mắt, nhưng tao chỉ nghe người ta nói vậy thôi. Mà hình như người ta chỉ mới thử nghiệm thành công chứ chưa đem ra bán. Nếu người ta làm thành công thì chắc mình cũng làm được. Mày biết không, tao đã học hết tất cả những kỹ thuật làm gốm rồi. Ngày mai tao sẽ tiến hành thử nghiệm liền. Tao kêu Hai Bình ngày mai trở lại lò làm rồi đó. Ờ, nếu vậy thì để chiều tao đi mua đất với trấu, rồi mai tao kêu người ta chở tới. Lò mấy tháng nay đóng cửa không hả? Chuẩn bị bám rong riêu hết rồi. Đang làm thử nghiệm nên tao chỉ kêu vợ chồng Hai Bình. Mày, tao cùng với vợ chồng Hai Bình cùng làm thử coi sao. Sương. Dạ. Em ra phụ cùng với tụi anh nha. Dạ. Mấy tháng rồi không đụng vô đất sét, em cũng cảm thấy nhớ nữa. Nếu mình làm được gốm, anh tin chắc là lò gạch mình sẽ sống lại. Gốm bây giờ rất được ưa chuộng. Chỗ anh đi học nghề đó, nhiều chú lò làm giàu nhờ gốm. Em biết không, họ còn xuất khẩu ra nước ngoài nữa đó. Dạ. Hồi nãy ba có nói với anh là ba sẽ tranh thủ đi coi thầy để sớm định ngày cưới cho tụi mình. Ba nói lúc này sức khỏe ba yếu rồi. Anh đi học nghề thì đã về. Ba muốn tụi mình cưới càng nhanh càng tốt. Quang. Bữa đó phải làm phụ rể cho tao nghe. Mày biết không, ba nói cưới xong á, tao sẽ qua bên này ở. Còn mày á, cứ ở nhà tao như bình thường. Chừng nào muốn cất nhà ở riêng á, thì cất. Không thì cứ ở nhà tao. Vậy thôi. Tao cảm ơn mày nha. Có gì đâu. Sương. Trời đất, sao tự nhiên anh xuống đây? Anh xuống lấy tôm với lại làm muối chanh ớt. Anh cứ lên trước đi, em làm xong rồi đem lên cho. Anh xuống đây lỡ mọi người đang nhậu ở trên đó, không ai xuống đâu. Giờ thằng Diệp nó về rồi, em tính làm sao? Anh Diệp đang chuẩn bị làm gốm, chưa biết thành công hay không. Hay mình đợi anh làm xong mẻ gốm này rồi mình hãy nói nghe anh. Ờ, anh cũng định như vậy đó. Tạm thời mình đừng gặp nhau nữa. Em không muốn bị anh Diệp phát hiện. Em muốn mình phải gặp, nói chuyện với anh đàng hoàng trước. Anh biết rồi. Chắc nó không biết pha muối chanh ớt. Để con xuống dưới con pha. Con có cái cách của con. Dạ. Lên lẹ dạ, con. Thôi bác Hai, ăn đi bác Hai. Giờ em làm muối chanh ớt giùm anh nghe. Anh lên trển. Quang. Mày nói xuống lấy muối ớt, sao mày lên tay không vậy? Tại Sương chưa làm xong. Mày ăn dụng phải không? Mày nói gì vậy? Nếu có ăn dụng, nhớ phải chùi mép cho kỹ nghe chưa. Muối không hả? Ý mày muốn nói gì? Vẫn chơi thôi làm gì căng thẳng dữ vậy. Thằng quỷ này. Coi cái mặt mày kìa, xinh lẹ xinh lét à.
Mày đó nha. Em sao không ở trển đi? Em sắp xong rồi, đem đem lên. Anh xuống coi phụ em nè. Có làm gì không? Anh phụ cho. Vậy anh lấy trái chanh trên rổ cắt giùm em đi. Ừ. Ông Hoàng, sao nói xuống dưới làm muối tiêu chanh ớt gì đâu, sao lên tay không vậy? Sương nói để Sương làm luôn. Trời, vậy cũng dành đi nữa. Cái thằng này. Cái gì vậy? Ba thấy ba la bây giờ đó. Anh chỉ vuốt tóc em thôi mà. Mà tụi mình sắp đám cưới rồi còn gì. Ủa, em mới mua kẹp mới hả? Cái kẹp của anh mua tặng em đâu rồi? Em cất rồi. Em muốn giữ làm kỷ niệm, cho nên em có cái kẹp anh ở trong phòng á. Em sợ nó cũ. Còn cái kẹp này, hôm trước ra chợ chị bán kẹp này quá cho nên em mua. Anh mua tặng em thì em cứ kẹp đi, có gì đâu cất làm kỷ niệm. Anh muốn em kẹp mà. Dạ, nhưng em lỡ kẹp cái kẹp này rồi, để chừng nào nó hư cái em lấy cái kẹp của anh ra kẹp nha. Bác Hai ơi, bác Hai. Bác Hai ơi. Ôi, ai kêu đó? Con nè. Con Hai Bình. Hoàng Diệp. Nè, thành công rồi nè bác Hai. Cái màu nó không đỏ như viên gạch, nhưng mà nó có nhiều cái vân trắng như là màu rơm rạ, nhìn đẹp lắm bác. Nè, bác coi đi. Đâu con? Còn cái này nữa nè bác. Cái này cũng đẹp lắm bác. Ba, đẹp quá ba. Đẹp thiệt. Tuy là gốm không men. Dạ. Mới đầu á, nhìn nó không đẹp bằng gốm sứ khác. Dạ. Nhưng nó có cái nét đặc biệt của nó, rất độc đáo. Màu đỏ tự nhiên thêm lớp phấn trắng phừng phớt. Không ngờ đất ở vùng mình cũng có thể làm được gốm. Dạ. Vậy là từ bây giờ cái lò gạch của mình được cứu rồi đó bác Hai. Ừ. Tất cả cũng nhờ công anh Hai Diệp nè. Hai Diệp. Dạ. Con giỏi lắm. Ba không uổng công giao cái lò gạch cho con. Bây giờ có gốm rồi ba, con sẽ lấy vài cái để đi chào hàng. Dạ. Hay là mình đem theo vài cái chất ở ngoài cửa lò, người ta đi ngang nhìn vô thấy lạ sẽ ghé vô liền. Được đó ba. Ừ. Ý kiến này hay đó ba. Ừ. Con nghĩ nếu mà đợt thử nghiệm tới mà thành công như đợt này á, con xin ba cho con mua đất để xây lò làm gốm, vì phải có diện tích lớn hơn mới làm được ba. Với lại gạch đó thì cần phải có mối lái. Mình cứ tiếp tục. Ba, mình đừng có bỏ nghe ba. Đúng rồi đó bác. Con nói có lý lắm. Cứ vậy đi con. Con lo tìm đất mua để con làm gốm. Dạ. Ha. Phần lò gạch để ba và Sương lo cho. Dạ. Sương ơi. Chào chị. Ủa, anh Hai Diệp, anh về rồi hả? Dạ. Lâu quá không gặp anh, nghe nói anh đi học làm gốm hả? Dạ, tôi về gần cả tháng nay rồi chị. Tôi nghe nói cũng có vài lò chuyển qua làm gốm đỏ. Coi bộ có hy vọng hơn là làm gạch đó nha. Dạ. Anh về hèn chi á, ba Sương tới chỗ tôi may áo cho anh đó. Sương may áo cho tôi? Đúng rồi anh. Nó kêu tôi may ba cái áo từ hồi tháng trước lận, mà tôi bệnh đâu có may được. Bây giờ may xong á, tôi đeo qua cho nó nè. Mà anh tính sao rồi? Chừng nào mới đám cưới đây? Tôi cũng mãn tang má tôi rồi. Chắc tụi tôi sẽ cưới trong năm nay chị. Cũng 3 năm rồi còn gì nữa. Anh Hai Diệp nên tranh thủ làm đám cưới đi, còn sinh con nữa. Dạ. Chắc con Sương nó cũng nôn lắm rồi. Đây, nó đem cái áo của anh cho tôi làm mẫu nè. Nó tính trước á, là kia anh dễ hả, là có áo mới mặc liền đó, nên nó kêu tôi may cho anh.
Sương đã đưa cái áo này cho chị hả? Dạ. Nó dặn tôi là phải may đúng cái số đo của cái áo này nè, thì anh mới mặc vừa. Mà tôi nói thiệt, cưới vợ thì phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày mất vợ như chơi. Tôi có nghe kể chuyện của thằng Mười Thẹo tính làm hại Sương. Dạ. Nhưng bây giờ tôi về rồi, nó không dám làm gì Sương đâu. Thằng Mười Thẹo là mối sờ sờ ngay trước mắt, nói làm cái gì. Cái này thương anh lắm tôi mới nói đó nha. Có một mối tiềm ẩn nguy hiểm hơn nhiều. Dạo này người ta xì xào ông quạng bạn của anh đó với con ba Sương á, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng vậy đó. Chị nói thiệt hả? Dạ, thiệt chứ sao không thiệt. Anh á, lo mà cứ gấp đi nha. Nè, tôi gửi cho anh mấy cái áo này nè. Tôi về nha. Dạ. Tôi đi à. Ý là mình chưa đi chào nhiều nơi á, mà ở trên Sài Gòn người ta biết, họ tự tìm đến đặt hàng luôn. Chắc mình phải mướn thêm nhân công để làm một mẻ mới liền. Như vậy á, mai mốt mình mới đủ hàng giao. Ờ, sẵn đang còn mới lạ, chưa có nhiều lò để cạnh tranh, mình phải tăng cường làm nhanh lên để giành mối trước. Chứ để vài tháng nữa rồi mấy lò kia bắt trước, nó làm theo đó. Để chút anh Diệp về, tôi nói với anh. Anh Hoàng, gốm bây giờ coi bộ có tương lai lắm á. Ừ. Hay anh ở đây làm với tụi tôi đi, đừng có về Sài Gòn nữa. Chuyện của người ta, anh biết gì mà xen vô. Ảnh về Sài Gòn có khi lại tốt cho ảnh. Mẻ gốm đầu tiên cũng đã thành công, chắc cũng tới lúc tôi phải đi rồi. Cái gì vậy Diệp? Mày, chuyện gì? Mày đối xử với tao như vậy hả? Chuyện gì? Anh Diệp, từ từ, có chuyện gì từ từ nói, đừng có đánh ảnh. Anh hiểu lầm anh Hoàng chuyện gì hả? Mày, mày quá tệ. Anh Hoàng, trời ơi. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Anh Diệp. Anh Hoàng, anh có sao không vậy? Cái gì vậy Diệp? Hả? Anh có sao không? Sương, tôi đố không sai mà. Coi, có biểu hiện của em lo lắng cho nó kia. Hai người nói đi, có phải làm điều gì có lỗi với tôi rồi phải không? Hả? Em còn đi may áo cho nó nữa nè. Anh Diệp, em xin lỗi. Để nói. Sương, Diệp, tụi tao xin lỗi mày. Tao với Sương thiệt lòng yêu nhau, mày tác hợp cho tụi tao đi. Anh Diệp, em biết là anh rất tốt, rất thương em. Nhưng thiệt tình, em chỉ thương anh như người anh trai thôi. Còn người em yêu là anh Hoàng, em xin lỗi anh. Vậy hai người yêu nhau sao? Trời ơi, chuyện của người ta, anh biết gì mà nói. Đi đi, đi về đi. Hoàng ơi, uổng công ta coi mày là bạn thân, mày đi cướp vợ của tao. Thằng khốn nạn, thằng khốn nạn, thằng Diệp khốn nạn, đừng thằng mà. Khốn nạn, tao sẽ đánh chết mày. Đừng, anh đừng có đánh anh Hoàng mà. Anh Diệp, mày muốn đánh tao thì cứ đánh đi. Mày đánh tao. Anh Diệp, anh đừng có đánh anh Hoàng. Buông ra đi. Em xin lỗi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ha 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 ha
Thưa bác. Dạ thưa ba. Ủa có chuyện gì vậy? Dạ thưa ba, con với anh Hoàng yêu nhau. Con không thể nào đám cưới với anh Diệp được. Con xin ba tha tội cho con. Xin bác tác hợp cho hai đứa tụi con đi bác. Hai đứa mới nói cái gì vậy? Thưa ba, chính Trần Hoàng đã dụ dỗ Sương phản bội con đó ba. Dạ không, anh Hoàng không có dụ dỗ con. Là tụi con thương nhau thôi. Tao không ngờ mày là đứa trắc nết như vậy. Uổng công tao nuôi mày. Bây giờ tao phải cho mày một trận mới được. Bác, bác, bác còn xin bác mà bác. Bác đừng đánh Sương. Bác đánh á thì bác đánh con nè. Còn mày, mày đi ra khỏi nhà này giùm tao. Tao đã hứa với ba má hai Diệp, dù trời này có sập tao cũng không thay đổi. Tao chỉ gả con Sương cho thằng Diệp. Ba, nếu như thằng Diệp không chịu lấy con Sương thì tao cho con Sương, tao cho nó ở giá suốt đời. Mày nghe chưa? Bác, con xin bác là bác, con với Sương yêu nhau thật lòng. Mày đi. Bác, đi mau đi. Hoàng, đi đi. Bà, đi mau đi. Bà ơi, đi đi mà. Bà ơi, con xin bà tha tội cho con. Mày đúng là đứa con gái hư. Nếu mày không nghe những lời dạy của tao thì từ nay về sau đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Nghe bà chưa? Thằng Diệp là người chồng tốt, còn thằng Hoàng nó là thằng dụ dỗ con thôi. Con biết chưa? Không phải như vậy đâu ba. Anh Hoàng thương con thiệt lòng, anh không dụ dỗ gì con hết. Mày im đi, hay là mày để tao tức chết mày mới vừa lòng. Diệp nè, con yên tâm, giá nào tao cũng thực hiện lời hứa với ba má con. Nếu con thấy con Sương không xứng đáng, con không muốn cưới con Sương nữa, thì con hãy nói với ba, ba cũng không trách móc gì con. Không ba, con thương Sương. Cả đời này con chỉ cưới một mình Sương thôi ba. Con hứa con sẽ chăm sóc lo lắng cho Sương mà ba. Vậy thì được rồi. Hôm trước ba đi coi thầy, thầy nói đầu tháng sau hoặc tháng chạp là ngày lành tháng tốt, nhưng ba quyết định tháng sau con cưới. Ba, con hãy tổ chức càng ba nhanh ơi, càng tốt. Ba ơi, đầu tháng sau nghe con. Con chuẩn bị đi. Ba ơi, con xin ba mà ba. Ba mệt rồi. Ba, được, vô phòng nghỉ ba. Anh Diệp à, anh có thể nào nói với ba hủy đám cưới được không? Em xin anh. Em nói đi. Anh có điểm nào không bằng thằng Hoàng hả? Không phải anh thua kém với anh Hoàng. Anh là người tốt. Ai được làm vợ anh chắc chắn là người đó sẽ rất hạnh phúc. Nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm.
Em và anh Hoàng yêu nhau, em xin anh, anh hãy tác hợp cho hai đứa em có được không anh Diệp? Em phản bội tình cảm của tôi, bây giờ lại xin tôi tác hợp cho em với nó. Không, tôi không có rộng lượng, tôi không có rộng lượng đến mức độ đó đâu. Nhưng bây giờ anh biết là trong lòng em không hề có anh. Mình cưới nhau thì cũng có hạnh phúc được đâu anh. Rồi em sẽ quên đi, em sẽ quên đi. Không, anh với em quen biết nhau lâu rồi, cũng tại nó, chỉ tại nó cố tình kêu anh đi học gom để chen vô chuyện tình cảm của hai đứa mình. Khốn nạn, thằng khốn nạn, nó có ý lưu manh từ trước mà. Không phải như vậy đâu, không phải. Uổng công, uổng công anh coi nó là thằng bạn, uổng công anh coi nó là tri kỷ, uổng công anh lắm. Phải em có biết đâu. Không, chuyện anh Hoàng khuyên anh đi học làm gốm, thiệt tình là anh chỉ muốn tốt cho lò của mình, anh không có ý gì xấu hết. Tới bây giờ em vẫn còn ngây thơ tin lời của nó nữa hả? Nói tóm lại, anh không hủy đám cưới. Xong rồi, hai cha con vô ăn cơm nè. Mẹ cứ vô ăn cơm kìa. Cha con mình vô ăn cơm ha, con cầm đi ha. Trời, cha con vô ăn cơm liền đây. Ăn cơm. Rồi, vô ăn cơm ha. Lại đây với mẹ nè. Anh ăn trước đi rồi em ăn sao? Thôi, em đút cơm cho con ăn trước đi. Lát nữa hai vợ chồng mình ăn chung cơm sao cũng được mà. Ăn mình buồn lắm. Ăn nè con, ngoan. Không biết ngày mai mình có tiếp tục làm gốm không nữa. Đang yên lành, tự nhiên xảy ra chuyện. Em thấy con Sương với anh Hoàng thương nhau lắm, cũng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Cái kỳ thằng Mười Thẹo, anh Hoàng cũng suýt chết rồi còn gì. Đúng là chuyện tình tay ba rắc rối, thiệt là tội nghiệp. Nhưng mà nếu hai người họ đến với nhau, bỏ anh hai Diệp thì cũng tội nghiệp cho ảnh quá. Ảnh thương ba Sương lắm, chăm lo từng ly từng tí. Cũng không biết sao cho dạng đôi đường nữa. Con ăn nghe con. Con trai ăn ngoan nha, ăn cho mau lớn nha. Ngoan, ngoan. Ủa, anh Hoàng, anh mới tới hả? Anh ngồi chơi. Em mời anh ngồi. Ăn đi con. Mẹ thương nè. Chuyện sao rồi anh? Tôi với Sương đã xin bác Thành chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa tôi, nhưng bác Thành không có chịu. Bác Thành coi trọng lời hứa lắm. Bác đã hứa gả con Sương cho anh Diệp thì cỡ nào ông cũng phải thực hiện cho bằng được. Cả ba người đều là bạn của vợ chồng tôi, thiệt tôi cũng thấy khó xử, không biết phải giúp ai bây giờ nữa. Nhưng Sương với tôi yêu nhau thật lòng, hai người cũng yêu nhau nên chắc cũng hiểu cảm giác của hai đứa tụi tôi. Hai người làm ơn giúp tôi với Sương đi. Em giúp hai người năn nỉ với bác Thành, nhưng bác cũng không có đổi ý đâu. Hay là như vậy đi, anh cũng tính về Sài Gòn rồi thì anh cứ về trển đi, coi như anh với con Sương không có gì hết. Thời gian rồi cũng sẽ quên thôi anh. Không được, tôi không thể mất Sương đâu. Huống hồ Sương không có yêu thằng Diệp. Vậy chứ bây giờ anh tính làm sao? Tôi sẽ đưa Sương về Sài Gòn. Bây giờ tôi không thể qua nhà Sương được. Hai người giúp tôi gửi lá thư cho Sương có được không? Tôi năn nỉ hai người đó, giúp tôi đưa lá thư này đi. Thôi được rồi, em sẽ giúp anh đưa lá thư cho con Sương thôi, chứ không có khuyên nhủ gì con Sương bỏ theo anh đâu nha. Do nó quyết định tất cả. Bà qua kiếm tôi phải không? Anh Hoàng nhờ tôi đưa cho bà.
trốn theo anh Hoàng lên Sài Gòn không? Tất nhiên là tôi muốn rồi. Nhưng mà còn ba tôi với anh Diệp đã định ngày cưới, ngày mai bắt đầu chuẩn bị đặt thiệp mời bà con họ hàng rồi. Nếu tôi không trốn đi lúc này thì không kịp nữa. Nhưng mà tôi sợ là nếu tôi đi rồi không ai chăm sóc cho ba tôi hết. Thiệt tình thì tụi tôi cũng thương cho hoàn cảnh của hai người lắm. Hay là bà cứ đi với anh Hoàng đi, một thời gian sau thì bà về nhận tội với ba bà. Tới chừng đó thì mọi việc cũng đã xong rồi, bác Thành cũng phải đành chấp nhận thôi. Còn vợ chồng tôi sẽ chạy qua chạy lại chăm sóc cho bác Thành, bà cứ yên tâm đi. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Ừ. Bà tha tội cho con bất hiếu. Con biết con bỏ đi với anh Hoàng như vậy, bà sẽ rất tức giận. Nhưng thiệt lòng con với anh Hoàng yêu nhau, con không thể lấy ai khác ngoài anh hết. Bà ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nha ba. Một thời gian sau, khi tụi con ổn định, tụi con sẽ về nhận tội với ba. Anh Diệp, em biết em nợ anh rất nhiều, có trả cũng không hết ân tình của anh. Việc em ra đi là lỗi của em, ba em không hề hay biết. Anh đừng phiền trách gì ba em nha. Anh là một người tốt, em tin rằng anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh hơn em. Mong anh hãy tha tội cho em với anh Hoàng. Mình sẽ về thăm ba, xin ba tha tội mẹ em. Vậy bây giờ hai người về nhà anh ở trên Sài Gòn ở phải không anh Hoàng? Tôi với Sương sẽ về trên đó, nhưng chắc không trở về nhà tôi đâu. Trời đất ơi, anh không có nhà rồi hai người ở đâu? Tôi và Sương sẽ mướn nhà ở riêng. Tôi và mẹ tôi giận nhau nên tôi mới bỏ nhà xuống đây ở. Tôi không muốn trở về nhà nữa. Em yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc cho em. Anh nói á là anh phải nhớ giữ lời mà làm á. Anh lên đó phải nhớ chăm sóc tốt cho ba Sương á, chứ không là uổng công vợ chồng tôi giúp đỡ cho hai người á. Lương tâm tôi bây giờ vẫn còn đang cắn rứt. Tôi thấy có lỗi anh Hai Diệp đây nè. Anh yên tâm, tôi sẽ không để cho Sương phải khổ đâu. Tình nghĩa của anh với Úc Huệ, tôi với Sương sẽ không bao giờ quên đâu. Không có gì đâu, tôi chỉ cần hai người sống với nhau hạnh phúc là được rồi. Tôi với Sương nhất định sẽ sống hạnh phúc mà. Thôi tranh thủ đi mau đi, trời sắp sáng rồi có người thấy là tiêu đó. Lên xuồng đi. Mình đi em. Đưa đây cho tôi. Dạ. Sương ơi, Sương ơi, Sương, Úc Quậy. Anh Diệp, có chuyện gì vậy anh? Em có thấy Sương đi đâu không? Dạ, sáng giờ em không có gặp nó. Thằng Quang dụ dỗ Sương trốn nhà theo nó rồi. Vậy hả? Thôi anh Diệp đừng có buồn nữa. Chuyện tình cảm khó ép buộc lắm anh. Anh cứ để nó đi đi. Mà dùng này nhiều đứa con gái nó thích anh lắm. Hay để em làm mai cho anh đứa khác nha. Không, anh không cần ai hết.
Anh chỉ yêu một mình Sương thôi. Nhất định, nhất định anh phải tìm được Sương. Anh phải tìm được Sương. Anh Diệp. Lối nhỏ mưa căn khuya, bước ngoan lạc trôi. Dĩ dầu ngõ về điều liêu, ngổn ngang đời nhau. Mưa lòng tiếp trùng cũng thương, tình đào ngã nghiêng. Đêm bên mê trần ai, cõi lòng mắc về chúa ca. Từ khi tất lòng muốn phiền, bên xưa u hoài ai nhớ. Dậy chưa? Anh Long dậy chưa? Rồi mà còn ngủ không chịu dậy. Dậy dậy cho tôi dọn dẹp coi. Anh Long, dậy đi anh Long. Dậy cho tôi đem mình gối tôi đi giặt nè. Mẹ, con đang ngủ mà. Nè anh Long. Vậy? Mẹ kỳ quá, con đang ngủ tự nhiên khi không mà. Vậy? Sao cô lại ở đây? Ai cho phép cô vô đây? Hả? Mẹ anh kêu tôi vô đây dọn phòng chứ sao nữa. Nãy giờ cô làm gì tôi không đó? Hả? Chắc là nãy giờ cô ngắm được cái thân xác ngọc ngà của tôi rồi đúng không? Anh bị điên hả? Ai mà thèm, cho cũng thèm nữa. Mẹ anh kêu tôi vô đây, kêu anh dậy để dọn phòng thôi à. Trời đất ơi, nhưng mà cô phải biết phép lịch sự. Đây là phòng của con trai. Cô vô cô phải gõ cửa đàng hoàng chứ. Lỡ như tôi không bận đồ thì sao? Nãy giờ tôi có gõ cửa đàng hoàng mà. Tôi gõ cửa tôi kêu quá chừng luôn. Ai kêu anh không trả lời trả vốn gì. Tôi hết cách tôi phải đi vô thôi chứ bộ. Mẹ ơi. Cái gì mẹ? Vậy? Cái gì vậy con? Hả, chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy con? Mẹ... Sao mẹ lại cho nhỏ này vô phòng của con? Đây là phòng của con trai mà. Lỡ như con không bận độ nó thấy hết thân xác ngọc ngà của con thì sao đây? Nghe mẹ nói nè, mẹ mới nhận nó vô làm giúp việc nhà mình á, để trừ nợ đó, quên báo con biết nữa. Trời đất ơi, mẹ nhận nhỏ này làm việc nhà mình đó hả? Ừ. Trời ơi, nó tham tiền như vậy, liệu nó có an toàn hay không? Chưa kể bà nó có máu côn đồ. Đây nè, mẹ quên rồi hả? Nè anh nói cái gì vậy? Đó, mày thấy chưa? Chưa gì hết mà nó định lấy cái chổi, nó xỉa định đánh con kìa. Nhưng mà anh đang nói bậy bạ gì đó hả? Còn nữa nha, là tại vì ba tôi đang say xỉn mà chú ba bảnh chọc, cho nên mới đánh người thôi chứ bộ. Còn tôi tham tiền hồi nào mà anh nói tôi tham tiền, tôi lấy tiền anh hồi nào? Đừng có lên giọng với tôi như vậy. Làm như tôi không biết cô vậy. Cô nên nhớ, lần trước bà không nhờ tôi, cô làm như có tiền mà đóng tiền lời cho mẹ tôi. Anh nói cái gì bậy bạ vậy hả? Cô làm bộ làm tịch nữa hả? Cô mau quên quá vậy. Khoan. Cái vụ gì đây? Cái vụ gì mà tiền lợi trọng vậy? Hả? Tiền gì? Dạ, không có gì mẹ. Không có gì hết. Nhưng mà con nói mẹ nghe nè, mẹ đuổi nó đi. Con nói chung là con có thích nó đâu. Con đẹp trai như vậy, lỡ nó vô đây á, nó vừa cướp của, nó vừa sàm sỡ con thì sao? Nó lấy mất đời trai con thì sao? Ông lố quá. Ông là con trai, ta là con gái, ta không sợ, tao mắc gì ông sợ? Thôi, nhưng mà con không thích nó làm gì ở trong nhà này đâu. Sao vậy con? Từ đó giờ hai mẹ con mình ở quen rồi, tự nhiên khi không giờ có người lạ. Với lại nó là con gái nữa, nó bất tiện, con có được thoải mái đâu mẹ ơi. Mẹ đuổi nó đi. Sao đuổi được? Bộ mày tưởng là mẹ khoái mướn người ở để cho tốn tiền hả? Mẹ già rồi, lớp nào cho dai, rồi lớp nào giường tự cái bên cồn nữa. Mày suốt ngày chơi game không phụ mẹ được miếng nào hết. Mẹ có ba đầu số tay cũng không làm được nữa. Thôi nè. Dạ. Dọn dẹp phòng nó đi rồi con đi chợ nữa. Nhưng mà anh không có chịu dậy con không dọn được đó gì. Thôi xuống ăn sáng đi con. Con uống thuốc nữa con. Mẹ, cái gì vậy? Thôi không được, nó là con gái. Sao mẹ tạo cơ hội cho nó ngắm thân xác con vậy? Mệt quá. Thôi nhắm mắt lại cho nó thay đồ đi. Dạ. Thôi mẹ với nó ra ngoài đi. Con thay đồ được con ra. Rồi đi xuống dưới ăn sáng liền đi. Dạ. Mệt quá. Mẹ. Hả gì? Đóng cửa giùm con luôn đi. Lỡ như mẹ không đóng cửa, mẹ để hé nó thấy, mẹ không giữ đời trai cho con trai mẹ gì hết trơn á.
Mệt quá, thiệt tình. Tự nhiên cho cái con nhỏ này vô làm không biết chi nữa vậy trời. Nhìn cái bản mặt là không có ưa rồi. Tiền đâu? Đưa mau coi. Tôi làm gì còn tiền? Bà đừng có xạo. Tiền đâu? Hả? Vô đây. Đã nói là ông làm gì vậy? Tôi đã nói là tôi không có tiền mà. Tiền đâu? Đau. Đau. Ông làm cái gì vậy? Mau đưa tiền ra đây. Bà giấu ở đâu? Trời ơi, bà tiền giấu ở đâu? Bà giấu. Ông nhìn đi, có đồng nào không? Còn Ngân nó đi ở đợi cho người ta để trừ nợ cho ông đó. Ông chưa sáng mắt ra hay sao mà cứ đòi tiền uống rượu hoài vậy? Ngày xưa khi cưới tôi, ông đã nói là sẽ lo lắng chăm sóc cho tôi, mà bây giờ đó ông lại bắt mẹ con tôi khổ sở vì ông như vậy. Bà nói cái gì hả? Tại gì? Hồi đó tôi ngu, tôi mới cưới bà. Tất cả đều là âm mưu của bà. Vậy thì bà theo thằng Hoàng đi. Thì giờ này đời tôi sung sướng rồi. Bà khổ quá hả? Khổ quá phải không? Có cần tôi đi tìm thằng Hoàng về cho bà không? Tìm cho bà không? Chuyện qua bao nhiêu lâu rồi? Sao ông cứ đai nghiến tôi hoài vậy? Cái gì? Tôi chưa giết bà là bà may mắn rồi nghe chưa? Đàn bà. Đàn bà hư thân. Đàn bà mất nết. Sao em không nghỉ đi? Đi cả ngày mệt lắm rồi. Để anh làm cho. Em sắp xếp lại cho gọn gàng chút xíu thôi mà. Trời ơi, cứ để em xếp cho. Xếp sâu quá. Cũng may á, là tụi mình tìm được cái nhà trọ này. Em cứ tưởng là tối nay mình phải ngủ ngoài đường rồi đó chứ. Ở Sài Gòn đúng là đất chật người đông, không giống như ở dưới quê mình anh ha. Cái phòng này có hơi chật một chút, tạm thời mình cứ ở đỡ đây đi. Ngày mai anh đi tìm việc, chừng nào có việc làm ổn định thì mình dọn đi chỗ khác em ha. Em ở đâu cũng được mà, miễn có anh. Sương, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng không để em phải chịu khổ đâu. Anh xin lỗi, đã không thể đường đường chính chính cưới em mà bắt em phải trốn theo anh. Anh đừng nói vậy, em tự nguyện theo anh mà, đâu có khổ gì đâu. Từ nay mình là vợ chồng, tụi mình sẽ ở bên nhau, cùng nhau đi hết cuộc đời này, em chịu không? Cô ơi, tôi giao gạo này cô.
Anh đem vô nhà giúp giùm tôi đi. Rồi, để đâu rồi, để đây giùm tôi cái. Dạ. Tôi xong rồi cô. Chờ tôi chút nha. Tôi làm xong cái bịch này đã. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ cũng như mọi khi cô ạ. Lan. Anh Quang. Anh về rồi hả? Em. Ăn cơm luôn nghe. Bữa nay anh đi làm mệt không anh? Có gì đâu mà mệt. Sức anh khỏe dữ lắm. Mà sao em không ăn cơm trước đi? Bữa nào cũng đợi anh hết á. Anh về trễ, anh ăn sau cũng được rồi mà. Nhà có mình em à. Em đợi anh về ăn cho vui. Ăn mình buồn hiu. Nè, anh ăn đi. Thôi được rồi, để từ từ anh ăn. Em cũng ăn đi. Thôi, em không thích ăn thịt. Em đừng có nhường anh nha. Em không ăn á, thì anh cũng không ăn luôn á. Thôi được rồi, em ăn. Anh ăn đi. Anh nè, hay là em đi kiếm việc làm phụ với anh nghe. Thôi, em cứ ở nhà đi. Anh đi làm lo cho em được mà. Anh đang tìm cách liên lạc với ông David. Hồi trước á, anh làm tài xế cho ổng. Ổng thích anh dữ lắm. Ổng còn chỉ cho anh đủ thứ hết, cả nghề làm xuất khẩu luôn. Nếu như ổng còn làm ở đây á, anh xin lái xe cho ổng. Lương cũng ổn định lắm. Không phải là em sợ anh lo cho em không được, nhưng mà em ở nhà buồn lắm. Với lại em cũng muốn phụ anh dành dụm, để sau này mình còn có con cái. Phải lo từ từ chứ anh. Em đúng là chu đáo á. Thôi vậy đi, để ngày mai anh ra chợ, anh coi chỗ nào còn trống á, anh xin người ta. Xong cái anh chạy ra chợ đầu mối lấy rau về cho em bán thử nha. Dạ. Thôi ăn cơm đi. Mà anh nè, từ bữa giờ về trên này á, anh có ghé thăm mẹ chưa? Sao tự nhiên em hỏi vậy? Em mới đi có một tháng mà em nhớ ba quá. Còn anh đi 2 năm rồi, chắc là mẹ nhớ anh nhiều lắm. Mà giữa anh và mẹ có mâu thuẫn gì vậy? Chuyện cũ rồi, anh không muốn nhắc lại nữa. Mà bây giờ vẫn chưa phải lúc anh về thăm mẹ. Để từ từ rồi anh kể mọi chuyện cho em nghe. Thôi em ăn cơm đi. Dạ. Bú đi bú đi, bú dở nội thương nha. Ừ, mẹ con về đó. Giỏi quá, nội thương nha. Có chuyện gì vậy con? Sao con khóc? Hay là có chuyện gì bên nhà? Không phải mẹ, hồi nãy con thấy anh Hoàng. Thằng Hoàng? Con gặp nó ở đâu? Con thấy ảnh trên đường đi chợ về. Anh đang chạy xe, con đuổi theo. Nhưng mà anh thấy con, anh bỏ anh chạy luôn à. Thằng Hoàng nó ở Sài Gòn sao? Mấy năm nay mình tìm kiếm nó thì không có gặp. Trời ơi, Hoàng ơi là Hoàng. Anh thấy con mà anh bỏ anh chạy, chứng tỏ là anh không muốn quay về. Tội nghiệp thằng Duy, mới sinh ra mà đã không có cha. Lúc thằng Hoàng nó bỏ đi thì nó đâu có biết là con mang thai. Biết đâu nó biết rằng con có thằng Duy rồi thì nó sẽ trở về với mẹ con. Con gặp nó chỗ nào con nhớ không? Dạ nhớ. Được rồi, mẹ sẽ đưa hình của nó, mướn nhiều người tìm hỏi xung quanh coi có gặp nó hay không. Dạ. Anh sao vậy? Hả? Anh có chuyện gì buồn hả? Không có gì đâu em. Anh đừng có giấu em. Nhìn anh là em biết mà. Mình là vợ chồng rồi, có gì anh không kể cho em nghe được sao? Là chuyện của thằng bạn anh thôi. Nó nhờ anh tư vấn giùm, mà anh không biết giúp nó làm sao. Bạn anh nó vốn có vợ rồi, nhưng sau đó nó lại quen một cô gái khác. Nó không có kể với cô gái đó là nó đã có vợ.
Bây giờ không biết là có nên nói sự thật với cô gái đó không. Nếu như em là cô gái đó thì em có giận nó không? Tất nhiên là giận chứ. Bởi vì ngay từ đầu anh đã không trung thực rồi, có vợ rồi mà còn quen người con gái khác nữa. Nhưng mà nó không có cố ý. Thời gian quen nhau biết bao nhiêu dịp để nói, rõ ràng là cố tình che giấu chứ không cố ý gì nữa. Chắc em nói đúng. Ngay từ đầu nó đã không dám nói vì nó sợ như vậy cô gái kia sẽ tránh xa nó. Em nghĩ là bạn anh nên nói thiệt ra đi, thà nói trước, chứ nếu sự thật đổ bể thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn đó. Để em nói lại với nó. Chào chị. Chị ngồi đi. Dạ thôi, tôi đứng được rồi. Tôi và mẹ tôi bận buôn bán suốt ngày, ở nhà không có ai coi bé Duy hết. Dạ. Bé Duy nó ngoan lắm, nó không có quậy nhiều đâu, cho nên chị khỏi phải sợ. Cứ đến bữa chị cho nó uống sữa là được rồi. Dạ chị cứ yên tâm đi, coi con nít là nghề của tôi mà. Nhà tôi cũng ăn uống đơn giản lắm. Mẹ của tôi bị cao huyết áp, cho nên chị nấu đồ ăn đừng có mặn quá là được. Mỗi ngày tôi sẽ đi chợ mua đồ ăn về cho chị nấu. Mắc công chị quá vậy. Chị cứ đưa tiền chợ cho tôi một tháng đi nè. Rồi đây tôi tự đi chợ, tôi nấu ăn cũng được mà. Nếu chị đi chợ rồi ai trông coi bé Duy? Ha, tôi quên. Vậy nha, có gì không biết thì chị cứ hỏi tôi. Nè con, nè mẹ ẵm qua cô nè. Con ngoan nghe. Qua cô nè. Qua cô của bồng nè. Qua đây nha, cô cưng nha. Thấy thương quá chị ha. Mẹ, đây là chị Lài, giúp việc nhà mình đó mẹ. Còn đây là mẹ chồng tôi. Dạ chào bác. Con. Dạ. Cái người mà mẹ mướn đó đã tìm được địa chỉ của thằng Hoàng rồi. Vậy hả mẹ? Nhưng mà có điều là... Sao mẹ? Nó đang mướn nhà, nó ở như vợ chồng với một đứa con gái. Con biết ngay mà. Bây giờ con với mẹ đi tới đó kéo nó về. Không thể để con đàn bà đó rù quến thằng Hoàng được. Dạ. Thằng Duy á là nó phải có cha, con hiểu chưa? Dạ. Đi với mẹ. Chị đi. Chị đưa Duy cho tôi. Dạ. Đi với mẹ con. Chị ở nhà chị coi nhà giùm cô nha. Dạ chị cứ yên tâm chị đi. Để nhà tôi coi cho. Có tôi là ăn trộm nó không dám lấy gì đâu. Mà nói chị nghe nha, chị tới đó chị quánh con nhỏ đó bộp đầu đi. Nếu như mà chị đánh không có lợi nó đó, chị về đây chị cứu em. Rồi, chị coi chừng nhà đi, tôi đi, nha. Đi con. Đi dạ. Con đi. Nhớ nghe chị, đánh mà không lại kêu em. Em tới em đánh phụ cho nha. Em thấy chỗ đó được đó, ngay đường ra vô luôn, người ta chỉ cần tấp xe vô là mua được liền. Sáng mai anh chở em ra chợ đầu mối lấy rau bán nha. Em có mua ít cá nấu canh chua cho anh nè. Em tính mua cá linh mà trên này không có bán. Thì đó, anh đã nói là trên đây anh không được ăn rồi, vậy mà em không tin. Bây giờ thì tin rồi. Để anh phụ em nấu cơm nha. Để em lấy cái rổ. Hoàng. Mẹ. Bác đây là mẹ của anh hả? Dạ con thưa bác. Còn chị đây là... Tôi là vợ của anh Hoàng. Chị nói gì? Chị là vợ của anh Hoàng hả? Anh Hoàng, có thiệt vậy không? Anh xin lỗi em, anh không cố tình giấu em. Thì ra cái người bạn mà anh nói lại chính là anh chứ gì? Anh thật lòng yêu em mà. Anh với vợ anh vốn đã không có tình cảm từ lâu rồi. Anh thôi đi. Con nói gì mà con nghe được hả? Mẹ. Con bỏ đi bao nhiêu năm nay, con có biết là con Lan nó đau khổ cỡ nào không? Con trai con nó mới ra đời đã không biết mặt cha nó rồi. Con trai con. Khi anh bỏ đi thì em đã mang thai rồi. Thằng Duy nó đã hơn 2 tuổi rồi. Cô kia, nếu cô còn có lương tâm á thì mau trả thằng Hoàng về với gia đình nó đi. Mẹ đừng có hiểu lầm. Sương không biết con đã có vợ mà.
Nhưng bây giờ thì nó đã biết rồi đó. Chẳng lẽ bây giờ cô còn muốn cướp đi cha của cháu nội tôi hả? Sương, nghe nói đã Sương. Sương à, anh không cố tình lừa dối em đâu. Sương, Sương, anh im đi. Sương, đừng điên mà Sương. Anh... Sương, em đi đâu vậy nè? Sương, Sương ơi. Sương. Hoàng này là thằng Sở Khanh. Biết vậy vợ chồng tôi đã không giúp đỡ cho hắn ta rồi. Thôi bà nín đi, cũng may là bà biết được bộ mặt thật của ổng đó. Bây giờ tôi không có mặt mũi nào để trở về nhà, tôi cũng không biết đi đâu nữa. Bác Thành thương bà lắm, bác sẽ bỏ qua tha thứ cho bà thôi. Bà đừng có nghĩ chuyện dại dột nha. Không được đâu. Bà đi theo tôi. Tôi xin bác tha thứ cho bà. Không được đâu ông Huệ ơi. Đi. Tôi xin bác tha thứ cho bà mà. Đi. Đi theo tôi. Không được đâu mà. Tôi sợ. Bà đứng đây đợi tôi nha. Bác Thành ơi. Bác Thành ơi. Ông Huệ hả con? Dạ. Có chuyện gì vậy con? Dạ, bác ra đây có chuyện này con muốn nói chuyện với bác. Chuyện gì? Nói đi. Mày hả? Mày còn về đây làm cái gì? Bác... Đưa cho khuất mắt tao đi. Bác... Tao không bác có đứa con như mày. Một đứa con gái tắc nết hư thân. Bà ơi, bác ngồi xuống nghỉ đi bác. Bác xin bà tha tội cho con. Con biết tội của con rồi, con sai rồi. Bác Thành ơi, bác tha lỗi cho con Sương nha bác. Tại nó khờ nó mới bị thằng Châu Hoàng lừa dối thôi. Bây giờ nó biết lỗi rồi bác. Nó chỉ có mỗi mình bác thôi. Bây giờ bác đuổi nó đi thì nó biết đi đâu? Rủ nó nghỉ quẩn thì sao hả bác? Bác Thành, con xin lỗi bà. Bà tha tội cho con nghe bà. Con dạy thì cái phải mang thôi. Dù thế nào đi nữa, con cũng là con của ba.
À, ba giận nhưng ba không bỏ con được. Ba ơi. Con của ba sao con khờ quá vậy con? Út Quệ nói Sương về rồi hả ba? Ừ, nó mới về. Chắc con Quệ nó cũng đã kể cho con nghe về chuyện của con Sương rồi phải không? Thằng Quang, con không nghĩ nó khốn nạn như vậy. Ba, Sương đâu rồi ba? Nó ở trong phòng á. Ba cũng giận nó lắm, nhưng dù sao nó cũng là con của ba. Con tha lỗi cho nó đi hai dịp. Chuyện cưới sinh của hai đứa giờ thì không thể rồi. Ba, ba chỉ mong là con đừng có giận nó nữa. Bây giờ tụi con có thể làm anh em với nhau. Ba, bây giờ con muốn nói chuyện với Sương ba. Ờ, tùy con. Sương ơi, Sương ơi, anh muốn nói chuyện với em. Em không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Anh đi về đi. Sương, em đừng có như vậy mà. Thằng Hoàng nó lừa dối em. Anh không có trách em đâu. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Anh đi về đi. Hôn ước của mình cũng đã hủy rồi. Từ nay trở đi anh đừng có tìm em nữa. Anh đã nói rồi, cả cuộc đời này anh chỉ yêu có một mình Sương thôi. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em Sương ơi. Anh về đi. Em đã nói là em không muốn gặp anh nữa mà. Ê bà, con Sương nó về rồi kìa. Trời, cái thứ này về đây làm gì nữa? Bà biết không, tôi nghe nói á là nó bị người ta bỏ nên mới mò về đó. Thiệt là dại dột hết sức. Mang tai mang tiếng, sau này ai còn dám cưới nữa. Ừ, ai cưới nữa, chỉ tội nghiệp cho anh hai thôi. Sương ơi, em đừng trách mặt anh nữa. Anh làm cái gì vậy? Em đừng trách mặt anh nữa. Anh bỏ tay em ra đi. Ê, anh hai Diệp kìa, tội nghiệp ảnh quá hả? Anh không nghe người ta xì xầm bàn tán em hay sao vậy? Anh mà đi theo em hoài, người ta sẽ càng chê cười anh thêm đó. Em, anh buông em ra đi. Nhìn cái gì? Thôi đi. Đi đi. Em đã nói rõ với anh rồi, hôn ước cũng đã hủy. Anh đừng có tìm em nữa. Không, anh không muốn hủy hôn. Sương, anh đã nói rồi, cả cuộc đời này anh chỉ yêu có một mình em thôi. Anh sẽ chờ đợi cho đến khi nào em chịu làm vợ của anh thì thôi. Anh buông ra. Em đã nói em không còn xứng đáng với anh nữa. Anh buông ra đi. Sương, anh đi tìm người phụ nữ khác tốt hơn. Không, đi. Anh không quan tâm. Anh chỉ biết em là người anh yêu thương. Cho dù trước đây đã xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng. Chỉ cần bây giờ và mãi mãi về sau, anh chỉ cần ở bên em là được. Đừng trốn tránh anh nữa. Tụi mình bắt đầu lại từ đầu nghe em nha. Sương, anh Diệp, anh thiệt lòng không oán trách em sao? Anh đối với em chỉ có một lòng yêu thương thôi. Mình bỏ qua hết chuyện cũ, mình bắt đầu lại từ đầu nghe em. Nghe. Nhớ em.